Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay bên cơ sở em Thảo Đồ Bẫy sẽ gửi tới các bác cái dòng lan bẫy cò, cũng như là cái dòng lan để các bác nhà mình làm lồng chim. Thì với cái dòng lan này thì một thời gian vừa qua bên cơ sở em hết rất là lâu. Thì hôm nay lại về được số lượng lớn để phục vụ các bác trong cái mùa đi đánh cò hôm nay. Hôm nay thì em cũng lấy keo luôn để cho các bác nhà mình tiện tham khảo ở cái dòng keo loại 1 của bên cơ sở em Thảo. Dòng keo này thì đây nhá, em đã quay rất gần. Cái keo này là dành cho các bác nhà mình đi đánh cò. Dòng keo siêu dai luôn, dẻo dai. Cái này thì chắc chắn các bác đã đi bẫy thì đã biết tới bên cơ sở em Thảo qua những cái dụng cụ mà em đang tải. Nhưng mà riêng keo mới que thì cũng là một cái đồ rất đặc biệt để các bác nhà mình được quan tâm. Dòng keo siêu dai, siêu dính các bác nhé. Đây. Đấy. Các bác nhìn nếu cái keo loại 1 nó có cái độ đặc nhất định như thế này. Đây là cái dòng keo loại 1. Cái này nếu như các bác mà dính vào tay thì cả tuần cũng không hết dính cho các bác nhé. Thế cho nên là khi lấy keo này em phải nhấp tay bằng xà phòng hết thì mới lấy được cái hũ keo như thế này. Một cái hũ như thế này là 1 kg keo. Đấy. Và lan nhé. Em xin chi tiết về lan. Lan em thì sẽ có một loại lan tẩy trắng và một loại lan chưa tẩy, đó là cái lan màu như thế này. Cái lan này thì em sẽ bán cho các bác về tự cắt. Đấy, các bác có thể làm lồng chim bằng cái màu lan này rất là hay. Thì cái lan này em sẽ có từ 1.2, 1.5, 1.7 của cái dòng lan bé này. Đây là cái dòng lan nếu như các bác mà có nhu cầu mà làm phao câu bằng cái lan nhỏ thì đây là cái lan 1.2 để các bác này. Các bác mua làm lồng chim rất ok bởi cái màu này nó khá là đẹp nhá. Cái màu này nó hơi vàng vàng rất là đẹp. Đấy, và các bác mà dùng theo thời gian nó sẽ không mất màu. Đây là cái dòng lan cáp quang, không bao giờ gãy, dùng bền cũng không bao giờ hỏng các bác ạ, trừ khi các bác đánh mất đấy. Đấy, và tiếp tới là cái dòng lan 1.5. Đây là lan 1.5 này. 1.5, 1.7 em đều có hết nhá. Nhu cầu các bác sử dụng bao nhiêu thì em gửi đến đấy. Đấy, chủ yếu là cái đây cũng là cái lan 1.2 này các bác này, lan 1.2. 1.2. Còn đây là 1.7 nha các bác nhé. 1.7 thì chuyên cho các bác đi đánh cò. Thì với cái dòng lan này giá của nó rất chỉ là thấp, nếu các bác quan tâm thì em sẽ báo giá ngay để các bác cho mình được biết. Và bên cơ sở em này, em Thảo, với hai cái đầu số điện thoại kia thì các bác hãy liên hệ trực tiếp nhé. Em sẽ tư vấn và gửi đến tận nhà các bác. Riêng cái dòng lan mà chưa tẩy kia nó là 150 một cân. Các bác mua từ 2 cân là em miễn phí ship. Còn các bác mua 1 cân thì các bác mất phí ship nhé. Hoặc là các bác có thể mua 1 cân lan và 1 cân keo thì em cũng sẽ miễn phí ship 100%. Cái lan này này các bác này, lan này thì các bác có thể sử dụng là 1.7 hoặc là 2.1. Chủ yếu là các bác sử dụng 1.7 là cái lan để đi đánh cò. Còn nếu như đánh vạc thì các bác sử dụng lan 2.1, đây là lan 2.1 nhá. Lan này thì em đã cắt 50 cm để các bác thì mình tiện sử dụng. 50 cm. Đây là cái mẫu lan này. Đấy, rất chỉ là đều và đẹp. Đấy, các bác mua 1 cân lan. Lan này, lan cắt này nó là 160 một cân nhé. Còn keo nó là 230. Đấy, các bác có mua 2 cân này em đã miễn phí ship rồi. Thì bên cơ sở em Thảo sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Chỉ cần các bác alo trực tiếp tới đầu số điện thoại kia, là số chính của bên em chuyên cung cấp và gửi tới các bác những cái dụng cụ đồ bẫy, những cái dụng cụ rất chỉ là cần thiết để các bác mình đi rừng. Cũng rất cảm ơn là các bác đã theo dõi video. Sẽ hẹn gặp lại các bác ở một cái dụng cụ sau về đồ đi bẫy của bên cơ sở em Thảo nhé. Số điện thoại nhà em kia và kênh săn bẫy của em thì sẽ luôn luôn trực điện thoại để tư vấn các bác. Đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh ở ngay góc màn hình để đón xem những cái dụng cụ tiếp theo của bên cơ sở em. Chào và hẹn gặp lại các bác nhé.